Chào mừng các bạn đến với Nagi Movie, kênh recap và review phim có tâm cùng series phim Supernatural. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá hành trình trừ ma diệt quỷ của hai anh em Dean và Sam trong series siêu nhiên mùa thứ 2 nhé. Tất nhiên, mình sẽ spoil toàn bộ nội dung. Nếu các bạn chưa xem tóm tắt mùa 1, hãy xem tại đường link trên góc màn hình hoặc phần dưới comment. Đừng quên bấm nút subscribe kèm nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ các video của chúng mình trong tương lai. Yêu Nagi Movie, hãy donate cho bọn mình vài cốc trà sữa để chúng mình có kinh phí ra nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu ngay thôi nào. Tập 1, ranh giới sinh tử. Sau vụ tai nạn ô tô kinh hoàng ở mùa 1, gã tài xế xe tải bị quỷ ám với đôi mắt đen ngòm chẳng hề hấn gì. Hắn tiến tới kiểm tra tình hình ba bố con nhà Winchester. May thay, Sam vẫn còn tỉnh táo với khẩu súng côn thần thánh. Dù chỉ còn một viên đạn duy nhất, cậu vẫn đe dọa thành công trục xuất con quỷ khỏi người đàn ông xấu số. Nhờ đó, ba bố con họ được đưa vào bệnh viện. Dean là người đầu tiên tỉnh dậy. Anh đi quanh bệnh viện để tìm bố và em trai, thế nhưng chẳng ai thèm chú ý tới anh. Trở về phòng, anh mới nhận ra thân xác của mình đang nằm trên giường bệnh trong tình trạng nguy kịch, còn Sam thì vẫn khỏe mạnh. Rõ ràng, Dean đã bị xuất hồn và anh không thể giao tiếp được với những người khác. Vị bác sĩ cho biết với những thương tổn mà Dean gặp phải, có rất ít cơ hội để anh sống sót. Bấy giờ, John cũng đã tỉnh dậy. Sam muốn hai bố con tìm mọi cách để cứu Dean, kể cả việc tìm tới các thế lực siêu nhiên. Nhưng John có vẻ không đồng tình, ông chỉ quan tâm tới khẩu súng côn thần thánh. Điều đó khiến Sam vô cùng thất vọng về bố. John thuyết phục rằng gia đình họ đang bị ác quỷ truy sát. Khẩu súng chính là chìa khóa duy nhất giúp họ sống sót. John yêu cầu Sam đi tìm ngay khẩu súng về và chuẩn bị cho ông một danh sách đồ. Nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, Dean tin chắc bố vẫn còn giữ bí mật gì đó về bọn quỷ mà không chia sẻ với hai con trai. Sau vụ va chạm, chiếc xe của Dean bị hỏng nặng đã được mang tới nhà của Bobby. Vì vậy, Sam tìm tới ông để lấy khẩu súng côn được cậu giấu trong xe. Cậu cũng đưa trong danh sách những thứ mà John cần. Nhìn bảng danh sách, Bobby biết có chuyện không hay. Bấy giờ, ở bệnh viện, Dean cố gắng trò chuyện với bố nhưng không có kết quả. Anh bắt đầu thất vọng khi bản thân hy sinh mọi thứ vì gia đình, vì niềm tin của bố. Nhưng giờ đây, bố lại dửng dưng ngồi yên nhìn anh chết. Bất ngờ, Dean thấy một bóng sáng vụt qua. Anh đi theo và bắt gặp một người sắp chết ngạt. Anh cố gắng kêu cứu nhưng hoàn toàn vô ích. Khi Sam trở về, cậu vô cùng tức giận vì danh sách mà John yêu cầu nhằm triệu hồi ác quỷ. Trong khi Dean sắp chết thì bố lại muốn triệu hồi ác quỷ để tiêu diệt hắn hay sao? Nghe hai bố con cãi vã, Dean cũng mất bình tĩnh. Anh gạt tay, vô tình khiến chiếc cốc nước trên bàn vỡ tan. Ngay sau đó, Dean quỳ xuống và chớp nháy không ngừng. Phải chăng anh sắp trở thành ma thực sự? Phía bên kia, các bác sĩ đang sốc điện với hy vọng cứu sống Dean. Một bóng trắng ma quái tiến tới, lơ lửng bên trên thân xác anh. Thấy vậy, anh nhào tới, giữ chân nó nhưng bị gạt ra. Tuy nhiên, nó đã bỏ đi, đồng thời cơ thể Dean cũng có dấu hiệu sự sống trở lại. Trong khi đi tìm gã bóng trắng, Dean bắt gặp một cô gái tên Tessa, có tình trạng tương tự anh ở giữa sự sống và cái chết. Hai người nhanh chóng kết bạn, nhưng cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang khi có một ca bệnh nguy kịch. Dean chạy theo và thấy bóng trắng chạm tay vào đứa trẻ. Ngay khi hắn biến mất, đứa trẻ cũng bay màu. Dean nhận ra bóng trắng kia thực sự là một thần chết. Tối đó, Dean chắc linh hồn của Dean ở đâu đây. Sam mang bàn cầu cơ tới để trò chuyện cùng anh trai. Quả nhiên đã có tác dụng. Dean cho Sam biết về gã thần chết kia. Tuy nhiên, anh cũng tin rằng gã thần chết không phải quỷ. Hắn là một phần của tự nhiên. Ai cũng sẽ phải chết. Vì vậy, không thể ngăn cản hắn được. Bản thân Dean cũng đang là mục tiêu của hắn. Và chắc hẳn, anh sắp chết. Không chấp nhận được việc đó, Sam vội chạy tới phòng bố. Nhưng John đã biến mất. Trong khi Sam xem xét cuốn sổ tay của bố, thì Dean nhận ra Tessa chính là thần chết. Thần chết có thể biến đổi thành bất cứ thứ gì người ta muốn thấy. Và quả thật, thần chết này quá xinh đẹp. Thần chết thú thật, ý định muốn thuyết phục Dean đối mặt và đón nhận cái chết. Nhưng cuối cùng, Dean vẫn từ chối. Bây giờ, John đang thực hiện nghi thức triệu hồi quỷ mắt vàng. Với khẩu súng côn thần thánh cùng viên đạn cuối cùng, ông đã thực hiện một giao kèo với tên ác quỷ. Đôi khẩu súng lấy sự sống cho Dean. Gã ác quỷ đồng ý cứu mạng Dean, nhưng với một cái giá khác. Khi Dean và Tessa đang tâm tình với nhau, thì một đám khói đen xuất hiện, chui vào, chiếm cơ thể của Tessa. Ngay sau đó, tên quỷ mắt vàng đã giúp Dean tỉnh dậy. Tất cả mọi thương tổn của anh đều biến mất một cách thần kỳ, nhưng bản thân Dean thì không nhớ những chuyện gì vừa diễn ra. John cũng đã trở về. Ông giảng hòa với Sam,
rồi tâm sự cùng Dean. Ông thú thật, rất tự hào về anh. Cuối cùng, ông gửi gắm Sam cho Dean, rồi thì thầm vào tai anh điều gì đó. Dặn dò xong, John trở về phòng mình, sẵn sàng đón nhận cái giá phải trả khi giao kèo với quỷ. Cuối tập phim, Sam phát hiện John đã tự sát. Như vậy, John đã hy sinh cả mạng sống của mình cùng khẩu súng côn thần thánh, cơ hội duy nhất để tiêu diệt quỷ mắt vàng nhằm cứu mạng Dean. Đây là tập phim đầu tiên nhắc tới khái niệm giao kèo với quỷ, một yếu tố siêu nhiên còn được thấy nhiều ở các phần phim tiếp theo. Vừa rồi là tóm tắt tập đầu tiên của series Siêu Nhiên mùa thứ 2. Bạn nghĩ sao về sự hy sinh của John? Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn bằng cách để lại comment ở phần bình luận nhé. Những chiếc like và comment của bạn là động lực rất lớn cho bọn mình tiếp tục thực hiện series này. Nếu thích video này, đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe kênh Nagi Movie, bấm nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ các video của chúng mình trong tương lai. Yêu Nagi Movie, hãy donate cho bọn mình vài cốc trà sữa để chúng mình có kinh phí ra nhiều video mới nhé. Đừng quên subscribe Nagi Movie, bấm nút chuông bên cạnh để bật thông báo, tránh bỏ lỡ các video của chúng mình trong tương lai. Các video mới sẽ được chúng mình đăng tải vào 12 giờ các ngày, thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Il ne parle que du bon Dieu.